Xin chào, xin cảm ơn tất cả bà con, cảm ơn tất cả mọi người đã quay trở lại cái Đài Phan nha. Ngày mới thì Đài Phan chúc tất cả bà con và mọi người luôn luôn vui vẻ và gặp nhiều sự may mắn bà con nha. Thì bà con và mọi người chúc phiên giao dịch ngày hôm nay ngày thứ 6 giá cà phê tại hai xa cà phê London và New York thì tiếp tục có tăng nhẹ bà con nha. Sau đây là Đài Phan mời bà con và mọi người theo mình theo dõi giá cà phê tại hai sàn và giá cà phê và giá tiêu ngày hôm nay tại các địa phương các tỉnh sẽ diễn ra ra sao bà con nha. Thưa bà con, sau đây là bảng giá cà phê sàn London chốt phiên giao dịch ngày hôm nay ngày thứ 6. Giá cà phê tại sàn cà phê Robusta thì tiếp tục có tăng nhẹ bà con nha. Trong thời kỳ hàng giao ngay tháng 11 thì tăng lên 16 đô lên 2.495 đô đen tấn. Kỳ hàng giao ngay tháng 1 năm 2024 tăng lên 6 đô. Kỳ hàng giao ngay tháng 3 tăng lên 10 đô. Kỳ hàng giao ngay tháng 5 năm 2024 tăng lên 9 đô bà con nha. Khối lượng giao dịch của ngày hôm nay tại sàn cà phê Robusta ở mức trung bình. Thưa bà con, cùng chiều tăng tại sàn cà phê London thì chốt phiên giao dịch ngày hôm nay ngày thứ 6. Giá cà phê tại sàn cà phê Arabica thì tiếp tục có tăng bà con nha. Dầu thì kỳ hàng giao ngay tháng 12 tăng lên 2,05 sen lên 154.00 sen trên pound. Kỳ hàng giao ngay tháng 3 tăng lên 1,75 sen. Kỳ hàng giao ngay tháng 5 tăng lên 1,50 sen. Kỳ hàng giao ngay tháng 7 năm 2024 tăng lên 1,40 sen bà con nha. Khối lượng giao dịch của ngày hôm nay tại sàn cà phê Arabica ở mức khá cao. Sau đây là Vũ Hào mời bà con và mọi người theo mình theo dõi bảng giá cà phê, bảng giá tiêu ngày hôm nay ngày thứ 6 nha. Thưa tất cả bà con, sau đây là bảng giá tiêu xô các tỉnh ngày hôm nay ngày thứ 6, ngày 15 tháng 9 năm 2023. Thưa bà con, sau đây là bảng giá cà phê và giá tiêu sáng hôm nay ngày thứ 6 tại địa phương của mình là xã Phú Lộc, huyện Krông Năng, Đắk Lắk.